Hello tất cả anh em nhé. Nay sinh ra lại uốn cái vách kính tròn nhé. Mấy hôm trước thì toàn làm cửa sổ tròn mở hai cánh, nhưng hôm nay chỉ có mỗi cái vách thôi. Thì anh em lại đang uốn cái hệ vách. Thì cái này nó là vách chết nhé, nhưng mà rất là tròn đấy. Để song song với mặt bàn. Thì chủ yếu mình uốn cái hệ 55 của sinh pha thôi. Thì nhôm của nó rất là tốt, cho nên là cũng không sợ bong chóc gì cả. Ngoài ra cái quả lô với lại máy của mình nó rất là chuẩn, cho nên là cũng không bị nhăn bị xước gì đâu nha. Cái vòng tròn này là đường kính xấp xỉ 1,5 m và uốn cũng hết một cây nhôm luôn. Ai có nhu cầu mà cửa tròn như này thì cứ alo theo số điện thoại tôi để ở bên góc phải màn hình nha, 0976866566. Hàng thì có thể sẽ gửi được theo đường xe liên tỉnh hoặc là theo đường bưu điện. Để kiểm tra thì mình cứ vẽ một cái hình tròn theo cái đường kính mà theo cái khách hàng yêu cầu. Mình vẽ ra cái nền gạch này, uốn xong thì kiểm tra đặt lên đấy mà ướm, nếu mà chuẩn thì là ok thôi. Cái hình tròn này uốn nó cũng rất là đơn giản. Cái này là mình đang dùng kính cường lực nhé. Thế thì cái hình tròn của mình ghép có một mối thôi. Lật chiều kia để chèn răng. Đối với cái loại này thì mình chủ yếu là mình cho kính gác lên khoảng 1 phân thôi là thoải mái đấy, và một mặt là mình chèn răng và một mặt ngoài thì mình sẽ bơm keo. Đó, chỉnh đều. Đấy, mặt bên ngoài này thì mình bơm keo nhé để chống nước. Mọi người nhìn thấy cái vòng tròn này có đẹp không thì cho ship một like nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé.